Chào mừng quý vị đến với chương trình What's Up trên đài Little Saigon TV. Hôm nay Sophie Bảo Trân mời quý vị ghé qua Foodie Space, nơi triển lãm nghệ thuật về các kiểu mẫu ẩm thực đặc biệt. Nữ thành lập viên Ugne muốn tạo ra nơi thú vị để lôi cuốn giới trẻ chụp hình rồi đăng lên các mạng xã hội. I noticed that every time we go out for dinner, at least one person in the group says wait. Cô ấy lấy cảm hứng từ việc thường xảy ra ở bàn ăn. Hầu như mỗi lần đi ăn, trước món ăn là đẹp mắt, có người sẽ nói: chờ chút, để tôi chụp hình món này rồi mới được ăn nhé. Từ ý tưởng đó, cô ấy đã sáng tạo ra một sân chơi cho các bạn tha hồ chụp hình. Cô ấy đã mời những nghệ sĩ tên tuổi cộng tác để thiết kế những mô hình phóng đại các món ăn. Lúc đầu, Ugne chỉ nghĩ đơn giản là làm cho vui thôi. Nhưng cuối cùng, từ những ký ức của riêng mình, các nghệ sĩ đã tạo ra những món ăn nghệ thuật đầy ý nghĩa. Một trong những nghệ sĩ nổi bật đó là người Việt Nam Trinh Mai, người từng đóng góp những tác phẩm của mình đến triển lãm Việt Focus của trường UCI. Tại Foodie Space, cô đã tạo cho du khách một ấn tượng bất ngờ với tô phở khổng lồ nhằm tôn vinh món ăn truyền thống nổi tiếng nhất của người Việt chúng ta. Hầu như ai ai trên khắp thế giới cũng đều biết đến. So one of my exhibits is called All Pho, The Love, and it's a play on all the pho puns. Cô đã chọn tên All Pho, The Love vì nghe giống như là All For The Love. Tên gọi này cũng thể hiện một khía cạnh văn hóa sâu lắng của người Việt Nam. Người Việt ít khi biểu lộ tình thương đối với con cái bằng lời nói, nhưng thường bộc bạch tình thương đó qua những món ăn cụ thể và qua những việc chăm sóc. Thêm vào đó, cung bậc cảm xúc của cô về tô phở cũng gợi lại những phương pháp nấu phở được truyền từ bao đời, từ bà cố sang đến bà ngoại, đến mẹ và đến cô. Mỗi lần ăn phở là mỗi lần kết nối gia tộc tổ tiên đã có từ hàng ngàn năm trước đây. I'm absorbing like all of these past generations, and so thinking about that was really it's profound because I hadn't really thought about food in that way. Trong tô phở này, cô Trinh Mai đã sử dụng hơn 2.000 feet dây để tạo ra bánh phở. Bên cạnh đó, cô cũng làm ra giá sống, rau húng quế, những cánh hồi và cả chai tương ớt sriracha. So that was my inspiration for All Pho, The Love. Just thinking about like cooking and cooking as love, and just imagining the women actually in the kitchen together as well. Để miêu tả tính đa dạng trong ẩm thực, cô Trinh Mai cũng đóng góp thêm tác phẩm Tea Time, giờ thưởng thức trà, gợi nhớ ký ức xa xưa về bà ngoại khi kể chuyện cho cháu nghe trong lúc uống trà. Lấy cảm hứng từ những kỷ niệm ấy, cô đã sáng tạo một bộ đồ trà khổng lồ với bình trà, ly tách, những gói trà có lá trà thật ở trong, nên quý vị sẽ ngửi được mùi thơm của trà trong lúc chụp hình. Childhood stories that she'd share with me when we would drink tea together, and so this is kind of stemming from that. So I've created this giant tea set with these big tea bags that are actually stuffed with real leaves that you can actually smell still. Điểm độc đáo của nơi triển lãm Foodie Space là tất cả nghệ sĩ đều là phụ nữ. They're hand painted. So the unique thing about the show is that they're fine artists. We are a group of women fine artists who have những người đã nêu ra các ý tưởng hay, đầy ý nghĩa, tự tay mình xây dựng, sơn phết từng chi tiết,
tạo ra sân chơi thú vị cho du khách chụp hình. Tất cả mọi người đều dồn hết tâm huyết vào dự án này. Cô Trinh Mai rất hào hứng chia sẻ những thành quả với mọi người vì mới đầu cô nghĩ dự án này là chỉ cho vui thôi. Nhưng cuối cùng nó đã mang đến một phương tiện cho các nghệ sĩ thổ lộ riêng tư, đồng thời giới thiệu văn hóa của riêng mình. Us to kind of for our voices to come out, and so there's artist statements on the walls. We're housed here at this Foodie Space, được triển lãm trong Pasadena Museum of California Art. Trinh Mai mong rằng quý vị hãy đến để tìm hiểu thêm về từng món ăn cũng như những câu chuyện đầy ý nghĩa của các nghệ sĩ. So it's been a really special experience, and I hope that we invite people to come have a cup of tea and just kind of like enjoy the interaction. Mời quý vị ghé thăm trang mạng www.thefoodiespace.com để biết thêm chi tiết. Sau một buổi tha hồ chụp hình tung lên mạng, ngỡ ngàng đắm chìm trong những món ăn khổng lồ hấp dẫn đầy nghệ thuật, Sophie Bảo Trân và các bạn bắt đầu đói bụng rồi. Thôi, xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ tới của What's Up nhé.